Kiến nghị chính phủ ban hành quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là thông tin tại hội nghị sơ kết Nghị định 81/2019 của chính phủ về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vừa diễn ra sáng nay. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho biết, việc ban hành Nghị định 81 đã khẳng định sự chủ động, tích cực của Việt Nam tham gia các hiệp ước quốc tế về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên đây là nghị định không đầu, hiện chưa có luật, chưa có quy định đầy đủ về xử lý đối với các hành vi vi phạm, chưa có văn bản quy định trách nhiệm trong kiểm soát hàng hóa vật liệu có nguy cơ được sử dụng vào mục đích phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vì vậy, việc triển khai gặp những khó khăn bất cập. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện khung khổ pháp lý như ban hành quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ban hành quy định về quản lý hàng hóa vật liệu có liên quan. Cùng với đó, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu quả phối hợp trong hoạt động này.